chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của PFG, lại là Bella đây. Thì như mọi người cũng đã biết á, thì tuần vừa rồi Houston đã trải qua một cái trận tuyết khá là lạnh và cũng khá là đáng nhớ của mọi người. Hôm nay á thì thời tiết nó cũng trở nên trở lại bình thường, dịu dàng hơn và nắng ấm hơn, nên là Bella và các anh chị đồng nghiệp ở đây đã quyết định trốn giờ làm việc một ngày để đến thăm một cái khu nhà ở khu vực Huxley. Thì bây giờ Bella đang đi trên đường tới, thì từ chợ Hồng Kông 4 mà tới cái khu vực đó thì tầm 40 phút. Nếu mà đi freeway thì còn 10 phút nữa là tới rồi, thì hẹn gặp mọi người ở khu vực nhà đó nhé. Chào mọi người đã quay trở lại. Thì cuối cùng Bella cũng đã tới được khu vực Windsor Accentech Community. Ở trong khu vực này có rất là nhiều nhà đang xây, nhưng mà hãy theo chân Bella đi tham quan một trong những số đó nha. Thì đây là cái ngôi nhà mà Bella muốn giới thiệu đến với mọi người. Thì nhìn xung quanh thì mình có thể thấy là căn nhà này có 2 tầng, được xây bằng gạch màu trắng và nhìn nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Hãy cùng Bella đi tham quan ở phía trong nha. Bây giờ Bella đang ở trong cái căn nhà mẫu của Builder Castle Rock. Thì Bella sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái khu nhà này nha. Cô Thơ, cô làm cái gì đây vậy? Sao bữa nay mấy đứa đi đâu vậy? Tụi con đi tham quan nhà. Mà trời ơi, trùng hợp quá, tự nhiên hôm nay gặp cô ở đây. Đâu có, tại vì cô tưởng là hôm nay cho mấy đứa ở nhà, sao không ở không một ngày đi xong mà xem vậy ta? Thì hôm nay thời tiết đẹp quá cho nên tụi con mới đi tham quan nhà thôi. Nghe nói cái khu này đẹp lắm. Giỏi, cảm ơn mấy đứa. Và tại hồi tối cô Thơ ngồi shop thấy cái khu này dễ thương, nên hôm nay cô Thơ đi qua bên đây để mà đọc hết những cái thông tin ở trong cái khu này, để mình có thể giới thiệu tới những quý vị ở của căn nhà của Facebook của mình trên YouTube để quý vị tới mọi người. Vậy thôi, mấy đứa cứ tự nhiên đi, cứ coi giống như cô không có nổi đây vậy. Okay. Thôi chào mọi người nha. Mấy anh em cứ đi nữa. Ok, thì bây giờ Bella sẽ dẫn mọi người đi tham quan nha. Thì nhìn qua bên tay trái của Bella thì đây là một căn nhà có cái 2 cái lầu, 3 phòng ngủ và 2 phòng rưỡi phòng tắm. Cái tông chủ đạo của cái ngôi nhà này là màu trắng, thì tạo cho mình cảm giác tinh tế và rất là sáng sủa. Bella đang ở trung tâm chính của ngôi nhà, đó là khu vực nhà bếp. Thì mọi người có thể thấy là đây là cái chỗ này nè, là nó có bằng làm bằng đá, rất là dễ để mà mình clean up luôn. Tông chủ đạo cũng là màu trắng nữa, mà cái điều mà Bella rất là thích ở đây á, thì cái chỗ bếp này nó có một cái miếng bằng sắt mà mình giống như là cái chảo vậy đó, rất là dễ mà nấu barbecue và nướng đồ. Khu vực ở đây thì nó có toàn bộ là làm bằng đá granite hết, rất là rộng luôn, được kết nối trực tiếp với phòng bếp. Thì đây là khu vực phòng ăn, thì nhưng mà theo Bella để ý thì tông màu chủ đạo vẫn là màu trắng và màu đen. Tuy cái khu vực này khá là nhỏ nhưng mà tạo cho mình một cái cảm giác rất là ấm cúng và hiện đại. Hãy cùng Bella đi tham quan những cái khu vực khác nha. Ok, và đây là cái phòng master bedroom. Thì nhìn thoáng qua thì Bella rất là thích ở đây, tại vì phía trước mặt á thì nó có hai cái cửa sổ rất là lớn và nhìn rất là thoáng. Phía bên này thì nó có một cái phòng tắm đứng khá là lớn luôn, với lại hai cái sink nữa. Thì bây giờ hãy cùng Bella đi tham quan những cái phòng khác nha. Lầu 2 của căn nhà này có 2 phòng cùng share một cái bedroom. Cả hai phòng này đều khá rộng rãi và được trang trí theo phong cách trẻ trung và hiện đại, với cái gam màu chủ đạo là trắng và đen. Khu vực Subdivision Windsor là một khu vực yên tĩnh và an ninh. Đối diện cái Subdivision này có một khu công viên và cái walk trail, mọi người có thể tập thể dục và vui chơi nữa. Vừa rồi là một vài hình ảnh của căn nhà mẫu Castle Rock tại khu vực Windsor Subdivision. Cảm ơn mọi người đã cùng Bella xem căn nhà mẫu ngày hôm nay. Mọi người nhớ subscribe cho kênh channel của PFG nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.